Kính chào quý khán giả xem truyền hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những vần thơ hào hùng, xúc động về ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Mục đến với sách hay kỳ này giới thiệu cuốn sách Đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 48 năm, trong những ngày tháng 4 lịch sử, các cánh quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam rầm rập tiến về Sài Gòn với niềm tin tất thắng. Góp mặt trong những cánh quân hùng hậu ấy có cả những nhà báo, nhà văn, nhà thơ và các văn nghệ sĩ trong thời khắc lịch sử của cả dân tộc đã kịp ghi lại những cảm xúc bằng những tác phẩm thơ ca để lại cho hậu thế. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần nửa thế kỷ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Để có được chiến thắng vinh quang đó là hành trình vượt qua bao chông gai, thử thách, bao mất mát, hy sinh của cả dân tộc. Bởi vậy, những người có mặt trong ngày chiến thắng là những người xúc động, tự hào nhất. Và trong thời khắc lịch sử đó, nếu những thước phim, những tấm ảnh ghi lại từng khuôn hình chân thực nhất, thì những tác phẩm thơ ca lại mang đến cảm xúc hân hoan, dâng trào, xúc động. Vâng, chắc chắn rồi. Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc hơn với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Tiến về Sài Gòn của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, như Cô Bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hay Đất Nước Chọn Niềm Vui của nhạc sĩ Hoàng Hà, Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng, vân vân. Vậy nhưng cũng còn đó một mảng thơ với những bài thơ âm vang về ngày 30 tháng 4 lịch sử. Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Toàn Thắng Về Ta đã giúp chúng ta, những thế hệ đi sau, như được sống lại không khí của những ngày cả nước ra trận, dồn sức cho trận chiến cuối cùng. Lịch sử sang xuân, anh vào trận cuối cùng. Đại lộ Hồ Chí Minh thác réo quân đi quần quận. Anh đánh như sét nổ, trời rung. Anh chuyển như lũ giông bão quấn. Đường tiến quân ào ào chiến thắng. Phía trước chờ anh, người mẹ mong con, pháo hãy gầm lên đỏ nòng bắn thẳng. Rộn rực xe tăng trồm tới Sài Gòn. Những người lính ấy vào Sài Gòn với tâm thế của người thắng trận. Trong bài thơ ngày 30 tháng 4 của trường ca sư đoàn, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã viết: Áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn, sư đoàn vào thành phố. Giữa trái ngợp bao màu sắc lạ, mũ lá sen xanh một khoảng rừng. Vào thành phố những người thắng trận, một mảng trời bén lửa sau lưng. Khuôn mặt đường xa chưa xóa dấu nhọc nhằn. Ngày 30 tháng 4, sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng. Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh. Hòa bình và chiến tranh
cách nhau bằng nấc đạn. Vâng, hòa bình và chiến tranh chỉ cách nhau bằng nấc đạn. Chỉ trong sáng và chiều ngày 30 tháng 4, tâm thế của người lính đã khác. Sáng dồn đạn vào nòng để bước vào trận chiến sinh tử. Chiều áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn, nhưng đã thấy bầu trời xanh hòa bình chiếm lĩnh không gian. Trong niềm hân hoan của ngày chiến thắng, Nam Bắc thống nhất một nhà ấy, các nhà thơ cách mạng đã cho ra đời nhiều tác phẩm, có thể kể đến như bài thơ Đi giữa Sài Gòn của nhà thơ Xuân Diệu, Ngày Vĩ Đại của Chế Lan Viên, Giải Phóng của Nguyễn Đình Thi, Đêm 30 tháng 4 1975 của Bằng Việt, vân vân. Riêng nhà thơ Hữu Thỉnh trong những giây phút lịch sử ấy cũng có những vần thơ độc đáo về bữa cơm chiều ngay trong Dinh Độc Lập. Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện, rau muống xanh như hái từ ao nhà. Trời còn đầy ắp hoa và pháo, nhìn nhau chưa vội mở vung ra. Màu xanh, sân cỏ xanh mải miết, quây quần đồng đội đến vui chung. Hàng cây so đũa cùng ta đó, ăn bữa cơm ở đích cuối cùng. Ta trẻ như cờ ta trẻ lắm, ta gieo trời đất cũng gieo cùng. Ta no cười nói say đôi mắt, bắt canh ngày hẹn cũng mênh mông. Thưa quý vị và các bạn, những người lính cách mạng vốn quen với rừng núi, nay về giữa phố xá, không tránh khỏi ngỡ ngàng. Giữa cờ hoa tung bay, cả đất trời gieo vui, người người cũng mừng vui chiến thắng. Vậy nhưng, chính trong giây phút tưởng như hạnh phúc vỡ òa ấy, những người lính lại rưng rưng nghẹn ngào. Vâng, họ nghĩ về những ngày tháng gian khổ đã qua, nhớ về những trận đánh khốc liệt, mưa bom bão đạn. Và họ khóc thương những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống. Những người đã vĩnh viễn nằm lại dọc theo chiến trường. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong chương 1 mang tên Khúc Tâm Tình của trường ca sư đoàn đã có những câu thơ đầy xúc động như vậy. Nếu tất cả trở về đông đủ, sư đoàn tôi sẽ thành mấy sư đoàn. Tên tuổi chúng tôi rải rác khắp rừng cây, rải rác dòng tên nơi đèo cao vực thẳm. Tên tuổi chúng tôi trụi trần như quả đạn. Tên tuổi chúng tôi lỗ chỗ vết đạn bay trên nền đỏ lá cờ. Người hy sinh và người còn sống cùng đứng trong đội ngũ sư đoàn. Thưa quý vị và các bạn, vâng, những người còn sống và cả những người hy sinh hôm nay trong ngày chiến thắng đều có mặt trong đội hình duyệt đội ngũ. Những người lính tin rằng đồng đội của mình dù đã hy sinh nhưng vẫn mãi hành quân cùng đơn vị, mãi sát cánh bên nhau tham gia tất cả các trận đánh và cùng đi đến ngày vinh quang. Và tâm trạng của những người lính khi ấy còn điều gì nữa? Vâng, có lẽ đó chính là nỗi nhớ về hậu phương, về quê hương, về những người thân yêu ruột thịt. Những miền quê ta đã qua, ở đâu cũng có những người vợ chờ chồng, những đứa con chờ cha và những người mẹ mỏi mòn chờ người con. Chiến thắng rồi, Nam Bắc sum họp, gia đình rồi sẽ đoàn tụ. Nhưng phút giây ấy, những người lính lại mong nhất, những người thân của mình biết rằng anh em vẫn còn đông đủ, con vẫn còn sống để có thể trở về. Nhà thơ Hữu Thỉnh trong trường ca Đường Tới Thành Phố đã viết: trước mặt là bao nhiêu miền quê, sau lưng là bao nhiêu miền quê, ngọn lửa ta đốt lên ở giữa, nếu mẹ biết ta còn đông đủ, đang bập bùng thương nhớ suốt hành lang. Giọt đèn ấy bớt đi nhiều khuya khoắt, giọt đèn ấy bớt đi nhiều khuya khoắt, chia bình yên cho mỗi con đường. Vâng, dân tộc được tự do, đất nước được độc lập, gia đình đoàn tụ và hạnh phúc đến với mọi nhà. Đó chính là lý tưởng của những người lính mang theo trong suốt hành trình chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh. Bởi vậy, trong ngày chiến thắng, họ đã vỡ òa cảm xúc. Và những nhà thơ đã dùng tâm hồn cảm xúc chân thực để gieo những vần thơ sống mãi với thời gian. Đó có thể đơn giản chỉ là một tiếng gieo vui hay một tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Không khí ấy, tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, qua thời gian, vẫn có thể được chúng ta, những thế hệ đi sau cảm nhận qua từng câu thơ, từng bài thơ, và thêm thấu hiểu công lao của cha ông và giá trị của hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, năm 1976, nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, nhà báo Hồng Hà, báo Nhân dân đã thực hiện loạt bài phỏng vấn Đại tướng Văn Tiến Dũng về cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa xuân năm 1975. Sau khi báo Nhân dân đăng loạt bài kể trên, thì nhiều bạn đọc
và nhiều nhà xuất bản đã đề nghị cho in lại thành sách. Thể theo nguyện vọng đó, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết lại, bổ sung thêm các tài liệu và cuốn hồi ký Đại thắng mùa xuân đã ra đời. Cuốn sách do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1976. Cuốn sách gồm 17 chương đã tái hiện lại bối cảnh lịch sử, thời cơ, sự chuẩn bị và diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với tư cách là tư lệnh của chiến dịch, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo ban hành nhiều mệnh lệnh quan trọng từ khi mở màn chiến dịch cho đến thời khắc thắng lợi cuối cùng vào ngày 30 tháng 4. Trong khi các cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn, không khí tại sở chỉ huy mặt trận đã được Đại tướng kể lại như sau. Nhìn trên bản đồ tác chiến, năm cánh quân của ta như năm bông sen nở tung ra từ năm mục tiêu tiến công chủ yếu. Quân đoàn 1 đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy và Bộ Tư lệnh các binh chủng địch. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Quân đoàn 4 chiếm Bộ Quốc phòng Ngụy, Cảng Bạch Đằng và Đài Phát Thanh. Đoàn 232 chiếm biệt khu thủ đô và Tổng Nha Cảnh sát Ngụy. Quân đoàn 2 chiếm Dinh Độc Lập. Cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, lúc ấy là 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4. Dinh Độc Lập trở thành hợp điểm của các cánh quân giải phóng Sài Gòn. Tại sở chỉ huy mặt trận, chúng tôi mở các máy thu thanh để nghe tiếng của Tổng thống Ngụy Quyền nói xin hạ vũ khí đầu hàng quân ta không điều kiện. Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, toàn thắng, chúng ta toàn thắng rồi. Tất cả chúng tôi trong sở chỉ huy đều nhảy lên, reo lên, ôm hôn nhau, công kênh nhau. Tiếng vỗ tay, tiếng cười ran, tiếng nói vui náo nhiệt, ríu rít tưng bừng như cả mùa xuân ập đến. Một cảnh tượng mừng vui không gì tả được. Đại tướng Văn Tiến Dũng, sinh năm 1917, mất năm 2002. Ông đã sớm tham gia cách mạng với bí danh hoạt động là Lê Hoài. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được giao nhiệm vụ lập chiến khu 2 và làm chính ủy chiến khu, tham gia quân ủy trung ương. Năm 1948 thì ông được phong quân hàm thiếu tướng. Đến năm 1974, ông được phong quân hàm đại tướng. Đối với chiến trường miền Nam, ông được giao trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi cục diện chiến trường như chiến dịch Đường 9, Nam Lào, chiến dịch Trị Thiên, chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong cuốn hồi ký Đại thắng mùa xuân, ngoài việc tường thuật các trận đánh, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã cung cấp nhiều chi tiết, phân tích sâu về cục diện của chiến trường. Đồng thời, Đại tướng cũng chỉ ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, toàn quân, toàn dân ta đã có được sự đồng lòng, nhất trí, có được sức mạnh tổng hợp. Bởi vậy, chiến thắng đến với quân và dân ta như một lẽ tất yếu. Trong cuốn sách, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã phân tích như sau. Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho tổ quốc ta. Thắng lợi có tính lịch sử và thời đại lại quá nhanh. Phải chăng do đế quốc Mỹ đã nhầm lẫn, ngẫu nhiên bỏ cuộc một cách dễ dàng, một cuộc chiến tranh đầy tham vọng, để chịu nhận lấy những hậu quả tai hại lâu dài về nhiều mặt cho chúng? Phải chăng do bọn cầm đầu Ngụy quân, Ngụy quyền ngẫu nhiên đã phạm những sai lầm để cho bộ máy chiến tranh đổ sộ với một đội quân hơn 1 triệu tên xây dựng nên trong 20 năm trời phải bị tiêu diệt, tan rã và đại bại trong vòng chưa đầy 2 tháng? Không phải như thế, thất bại của địch có tính tất yếu, không tránh khỏi, và thất bại của chúng cũng do chính chúng ta tạo ra. Chiến lược và chiến thuật của ta, thế trận và cách đánh mà ta đã bày ra, dồn địch vào thế tiến thoái lưỡng nan, đằng nào chúng cũng phải thua, không có cách gì xoay lại được tình thế. Thưa quý vị và các bạn, một cuốn hồi ký được xuất bản sau ngày thống nhất đất nước chỉ hơn 1 năm, lại do vị đại tướng tư lệnh chiến dịch thể hiện lại một cách tường tận chi tiết. Chỉ điều đó thôi đã thấy ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuốn Đại thắng mùa xuân. Cuốn sách chắc chắn sẽ là tư liệu quý để chúng ta, những thế hệ đi sau, tìm hiểu về lịch sử, từ đó thêm hiểu, thêm cảm phục và biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc.